Vâng, anh Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video sáng nay tại một nghệ sĩ ưu tú Du Linh nhé quý cô chú anh chị. Thì nay cũng buổi sáng nay cũng khá là đông bà con cô bác đến viếng một nghệ sĩ ưu tú Du Linh nào quý cô chú anh chị. Sớm có hai khán giả kia vô mà không có cho chia sẻ cho nên Duy Minh đã tắt của quý cô chú anh chị. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ râu ơ, bông lê đâu bằng bông lụa ơ rừng ơ, ai à, đưa trà bông rồi lại mấy bông. Hello chị, ba chị gái hộ chị này cao dữ hả chị, mét mấy cao dữ chị, nước ngoài hả, mét 65 hả, 65 chắc cao dữ hả. Ôi chị, chắc chị mang dép cao lên hay gì á. Sao lầm mà cao dữ á. Wow, chôm chôm gì mà ngon dữ rồi. Chị mua chôm chôm này đâu vậy, chỉ em mua chứ coi. Ừ. Ừ, quá tuyệt vời luôn ha quý chú chị. Buổi sáng không là cái cây đồ đầy đủ ha quý anh chị. Nó hôm qua một cái người chú hai anh em của 12, 11 gia đình 11 anh em quý cô chú chị có gửi Duy Minh, chú không là gửi riêng 50 đô để dành mua trái cây, nhưng mà hôm nay Duy Minh biết là sẽ có rất là nhiều khán giả đến đây viếng mộ và mua trái cây cũng như cúng, cho nên là Duy Minh sẽ không mua bữa nay ha, để dành ngày mai quý cô chú chị. Tại vì Duy Minh chia sẻ đây mỗi ngày sẽ biết hôm nào ít hôm nào nhiều, cho nên là thường thường đầu tuần sẽ ít thì Duy Minh sẽ mua cúng cho chú. Và đặc biệt là hôm nay là hôm qua thì anh Niu nói đó, là anh sẽ cúng cơm. Và hôm nay thì có 15 ớt nữa. 15 ớt tối nay có cúng cơm không? Có cúng, vậy là anh không có cúng nha. Tại vì hôm qua anh Niu cũng nói anh cúng cơm, mà em hôm nay cũng cúng cơm nữa, cho nên là anh phải ngưng lại nha, anh không cúng nha. Ừ. Ừ. Ờ. Nãy dạ. Nãy câu kia là làm anh mất hứng, anh quê luôn. Cái anh đi dắt lô luôn. Ừ. Mình nghĩ là ai đến đây cúng thì thấy cũng bình thường thấy không? Quý vị có gì đâu quan trọng đâu. Cô đợi nó có bệnh mặt. Bệnh mặt rồi này kia rồi. Mình chối mình lại mình cúng. Dạ, con nghĩ cô là hay đâu. Mà có người nhà cũng có sao đâu. Không lẽ cả triệu khán giả người ta đến cúng, không lẽ người nhà người ta nói hết đúng không? Dạ. Tại mình suy diễn thôi chứ thật chắc anh thấy đơn giản bình thường. Nhiều khi cũng mất hứng luôn, quay phim này cũng mất hứng luôn. Không mấy cô này mấy chị này dễ nè. Ừ. Vui vẻ đó, vui vẻ không quạo nghe chị. Hả, bộ chị này cao to nè, cao 1m65 nghe quý cô chú anh chị. Đó. Dạ em chào bà chị nha. Hơn là tại vì chị mang cái đôi dép cao cái nữa. À, vậy là chị cao 1m68. Là thành 1m68, gần 1m7 rồi đó. Ồ. Ba chị gái nè, ở gần đây không? Gần đây hả? Chắc là nhỏ tuổi hơn mình quá. Dạ vâng là biết rồi đó. Biết ở đâu rồi đó. Dạ vâng là Kim Tốn đó anh. Dạ vâng là về miền Trung phải không? Miền Trung là hồi ấy hướng của bang của anh đó. Vài bữa nữa là anh đi ra miền Trung. Dạ. Anh ra miền Trung từ Thiên ngoài kia. Chúc anh một buổi sáng. Chào qua cho bà con nghèo ở miền Trung. Anh là YouTube tên anh. Anh là YouTube Duy Minh Quê Lộc. Em có thể đăng ký vào nhấn like cũng như subscribe cho anh. Dạ con em là 15 bếp Bình Dương à. Con em là 061 Bình Dương à. Ủa nãy giờ đâu có hỏi hai anh đâu mà hai anh nói gì? Mình ké tí chứ đúng không? Mình khai luôn. Nhưng mà không có ghi hình. Miền Trung là anh có rất là nhiều người bạn ở ngoài miền Trung, nhất là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là ngày xưa anh đi làm cũng có một mình anh ở chung với năm người con gái. Ở toàn là ở miền Trung không, có một người ở Cao Lãnh. Nhưng mà những người đó rất là yêu thương anh. Nhưng mà đặc biệt cho nên là hôm nay là vài bữa nữa anh sẽ ra miền Trung.
nói giỡn hồi khán giả người ta dặn luôn giờ. Nói chung là em ở miền Trung, em ở chỗ nào em? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa hả? Thanh Hóa với là Hà Tĩnh nè. Hà Tĩnh là biển Sầm Sơn. Hà Tĩnh là cũng miền Trung đúng không? Đúng rồi. Hà Tĩnh với cái gì đó? Tỉnh Nghệ An. Nghệ An. Thanh đúng Hóa rồi. Chỗ nào? Biển Sầm Sơn. Thọ Xuân. Anh có mấy người à? Thọ Xuân. Anh mình vô chỗ nào cũng tiêu ta. Thọ Xuân. Anh có mấy người bạn ở ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nhưng mà lâu quá giờ anh muốn Thời tự nhiên vợ quen bác mà không biết nhớ cái huyện nào luôn á. Rồi vậy anh hỏi gì anh về hỏi vợ anh là đi. Ở gần biển Sầm Sơn đó là chứ mà họ nói chung là vài bữa nó mấy anh cũng có chuyến đi ra ngoài đó đi phát từ thiện á. Chứ nãy giờ thì nói cho vui tí xíu. Chứ là anh cũng muốn gặp lại những người bạn ngoài đó. Mà nói chung là lâu cũng không muốn gặp. Nếu mà có xem video của Duy Minh thì liên hệ giùm Duy Minh ha. Là hai người bạn. Hai chị là miền Tây. Hai chị miền Tây. Đây là miền Trung. Miền Tây mà mình ở đâu chị? Ở An Giang. An Giang hả? Chị gái áo đen. An Giang luôn. An Giang em có biết chợ mới không? Em ở Tân Châu. Tân Châu mà em biết chợ mới không? Em có biết cái chợ mới đó có từ bao giờ không em? Chợ mới là có khi từ khi mà chợ cũ bỏ không có ở nữa thì không. Chợ mới mà không biết là có từ bao giờ đi nè. Trả lời vô nghe câu hỏi đi em trai. Trả đi. Chợ mới có từ khi để mình vào điều tra lại. Sạch Google đi. Có người nói là trước thờ Pháp. Cái đó là chưa ai giải đáp được. Đúng rồi đó, bởi vì anh rất là thắc mắc luôn. Mà chắc chắn là phải có chợ cũ mà phải có mới có chợ mới. Hồi nãy hai cô hồi nãy là cũng ấy ha, cũng hai cô nãy không cho quay á là cái cúng gì tu cũng ghiêu thịt đúng không, phải không? Món riêu như của mi á. Mi hả? Hả mi phải không? Em quay hoa nè, hoa đẹp quá. Anh là sáng thì anh cúng chuối sáp. Hoa nè, trời ơi hoa đẹp luôn. Còn đặc biệt ha, đẹp rạng rỡ. Ồ, ba người này đúng là khéo chọn thiệt á. Em ơi. Ủa cái này là em chọn em mua hả? Ý là chôm chôm này là em mua hay là ai mua? Đó, trời ơi, sao ở ngoài miền Trung có chôm chôm không chị? Không có trồng cây chôm chôm hả? Không, em mua cái chôm chôm này là bao nhiêu em? Bạn em vô mua chung hết. Nhưng mà chị ơi, ở ngoài đó là vải nhiều đúng không? Vải nhiều nhưng mà chị ăn vải với ăn chôm chôm chị thấy thế không ngon? Cái nào cũng ngon hết, mỗi cái có một cái đặc biệt khác nhau đúng không? Dạ. Trời ơi, ba người lựa gì đâu mà cái chùm chôm chôm nó ngon thiệt luôn á. Từ đó giờ Duy Minh chưa thấy mà ai mà lựa mà cái chùm chôm chôm mà vừa đẹp mà vừa ngon cỡ này của cái chị nó thật sự luôn á. Nào ông khéo định ghê luôn á trời. Thiệt. Nó thiệt luôn á, ba người mà thiệt mua bởi vì ba người ba ý. Còn em nha. Thì em ngược lại em thấy cái nẻ chú này rất là tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Ai mà ông khéo mua ghê luôn á. Anh á. Không nhận liền. Nãy chú có 20.000 nhiêu nè. Trời ơi. Đơn giản mà rẻ mà thấy không? Trời, nãy gì nói chuyện không bóp quầy luôn. Nãy giờ không có bóp quầy luôn. Trời, ý chứ hồi đó mình cũng bị lặng rồi. Đừng rồi. Ủa mình đi làm, mình vô đây mình làm công ty hay sao? Công ty hả? Ờ. Hôm nay chủ nhật mình đi đến đây viếng mộ chú ha. Dạ. Hôm nay đến mộ của chú mình cảm thấy như thế nào? Vui. Vui ha. Em bao nhiêu tuổi rồi em biết có thể xưng hô á? Cái vậy? À chú ơi. Mình tưởng đâu là mình lớn tuổi hơn anh rồi, chị lớn tuổi hơn. Má vậy luôn hả? Ơi, vậy là mình già sao ta? Chắc có hai người này là nhỏ tuổi của mình nè. Dạ, không luôn nha. Không hả? Chị 8 nha. Chị 88 ở, chị 88 em cũng 88. Bạn đi ha, mình kết bạn đi ha. Có em là nhỏ thôi. Thì anh thấy em là nhỏ nhất nè. Em là nhiêu tám mấy? 91 hả? 91 gì nhỏ hơn anh mấy tuổi rồi, 3 tuổi. Sau ba người xong rủ ba ông xã theo luôn. Ai cũng có việc hết, không có việc. Gì hả? Ồ. Ai cũng có việc hết. Đi chung luôn phải rủ người ba thêm ba ông xã là được 6 người là chú là vui rồi. Tại vì càng đông là chú càng vui. Nói đi đến đây qua là
mười mốt rủ ông xã theo nha. Đi làm miết, lần này là lần đầu tiên mình đến hay sao em gái? Lần đầu tiên luôn ha. Lần đầu tiên đến mậu chú luôn heo với chung gì. Mà chắc ba người bạn làm chung quá. Chắc ba người làm chung ha. Ừ. Chụp hình ảnh gì đi, chụp làm luôn là kỷ niệm, đăng TikTok rồi, Zalo rồi. Kỷ niệm. Anh nhậu không vắng đâu, quá chờ không vắng mấy câu mới chờ. À. Ngày nào mình cũng ở đây chứ chị. Đúng rồi. Từ Hòa Phú. Hòa Phú là gần đây luôn. Hòa Phú là ở gần đây. Hòa Phú, Phú Hòa là những giáp xã nhau. Dạ. Giáp phường nhau. Còn anh Minh thì cũng ở gần đây đúng không? Ở Mỹ Phước. Tập trung vô khai thác khán giả của đâu đi chứ sao mà em lạng qua anh hoài em trai. Dạ. Anh cũng là một trong những cái vị khán giả trên kênh của em à. Đó, cũng như vậy. Dạ, 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 dạ. Nhan phía sau là... Nhan bên đó đó chị. Trong cái hũ đó chị. Đó, ồ, kìa ngoài vô nữa kìa. Ủi, bà con đến hết thì... Dạ, con chào chú ha. Đứng ai mát trời. Thanh quân quệ đó, giữ cái lưng đó. Dạ. Sáng nay khán giả đến cũng lê gai khán giả chương trình. Ủa em đang live luôn hả? Đang live trực tiếp, có nhiều tiếp hả? Fanpage hả? Facebook không? Facebook dễ quá ha. Những live ha. Sáng nay. Ủa, chị đó mình thấy đâu trên mạng rồi đó. Bữa nào? Hả? Chị đúng không? Ừ. Chị quen quá ta. Là vợ của anh ấy ta. Sao giống vợ của anh Khang quá vậy? Cái gì nữa? Chị của anh Khang. Anh Khang Đông Tây Nam Bắc gì đó. Đây khán giả đến cũng đồng mười heo với chương trình sáng sớm mà khán giả tới gì là ngon lành rồi đó, có được đó, khán giả đến thắp hương cho chú ha. Khán giả đến thắp hương cho chú ha. Dạ dạ. Ủa, chó kìa. Không, mình cho mấy cô chú thắp hương cái đi heo với chương trình. Mày ai đây mông ly đẹp cao rộng đẹp dữ à. Khán giả đó. Khán giả. Ly phải đựng trong cái ly ha. Sáng nay là trái cây đồ ha. Quá tàn luôn ha, bánh bía rồi ha. Đâu rồi mới bánh bía mới có. Ủa. Sáng giờ tự nhiên cái bánh bía cúng lại nhiều nha. Thì bữa nào mình mua bánh bía mình cúng là bữa đó cúng nhiều. Sáng nay bánh bía mua được. Ờ, quý chú chị ơi. Thôi, đi qua bên kia hết rồi quý chú chị ơi. Đi qua bên kia rồi. Đi vô ta thấp hơn cái vòng vòng cái ra thôi. Hả? Thấp hơn vòng vòng quý chú chị. Quang video buổi sáng nay thì mình cũng xin kết thúc ha quý chú chị ơi. Khán giả đến đây và thấp hương rồi ra quý chú chị cũng không có ở lại lâu nhiều ha. Ta ở vài ba phút rồi ta ra thôi. Mong bà con cô bác nhấn like cũng như chia sẻ, đăng ký kênh giùm Duy Minh ha. Thì mình rất là cảm ơn bà con, chúc bà con cô bác một ngày chủ nhật thật là vui vẻ ạ.